Vâng, cơ khí Quang Đông xin chào toàn thể các bác nhé. Thì theo yêu cầu của một vài anh em trên mọi miền Tổ quốc ấy, ở cái video lần trước có nhờ em chia sẻ cái cách làm cái sống dương của máy Nhật. Thì hôm nay nhân tiện em có làm cái máy dạng máy Nhật thu hồi giật cấp, thì là em xin chia sẻ với anh toàn thể anh em. Thì những anh em nào chưa va chạm vào cái dạng máy này và chưa biết cách bố trí để làm cái sống dương, thì hôm nay em xin chia sẻ với các bác một chút kinh nghiệm để các bác tham khảo. Còn các bác nào mà làm rồi có ý kiến nào hay hơn thì góp ý, thì để em và toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc hoàn thiện về cái cách làm của mình hơn. Thì ở đây thì cái cách làm của em ấy thì là ngói, vừa em đang lợp là ngói Hasuko. Thì ở đây em bố trí rằng là hàn cái móc ngói như thế này, cái móc sống dương như thế này anh em nhé. Em đang ngồi ở trên cao nên là quay có thể rằng là nó không được hoàn thiện cùng lắm, thì mong anh em thông cảm. Đấy, thì ở dưới đây cái hộp này là cái hộp em chạy hộp kèo, kèo 48 thì em không nói rồi. Cái móc ngói này thì là em hàn bằng cái móc ngói 30-30 dạng gói Hasuko 1m9 viên, ngói 1m9 viên. Thì ở dưới này nó là cái kèo thì em không nói. Thì khi các bác làm ấy thì các bác tính làm sao mà từ cái mặt kèo này đấy, từ cái mặt của cái kèo lên trên cái thanh mà để mình bắt cái sống cái ngói của sống dương, thì các bác tính làm sao cho em là 13 phân đấy. Các bác cứ tính làm sao cho em 13 phân. Đây em đo thực tế đấy. Các bác tính làm sao cho em là đủ 13 phân. Thì đây em lấy là 13 phân. Thì ở đây là em dùng cái hộp 30-30 để em bắn cái thanh nóc trên này. Đấy là em dùng cái hộp 30-30 và em cắt cái đố này là 10 phân để em hàn vào. Đấy thì là khi mà hàn cái này thì anh em phải lợp được một vế đi. Một vế có nghĩa một vế anh em cắt hoàn thiện đi, cắt từ trên xuống dưới hoàn thiện đi. Còn một bên thì anh em để lại cái khoảng cách như thế này, để lại cái sau len này thì đi đến đâu mình cắt đến đấy, để nhằm mục đích là mình đi xuống. Mục đích để mình đi xuống mình bó. Mình đi xuống mình mới bó được. Đấy như em này, em đang ngồi ở trên ngói này. Đấy. Thì là khi mà anh em lập được xong vế bên này rồi, anh em hàn cái thanh này rồi, thì là anh em bó bị đặt bắn tiếp mé bên này. Mé bên này bắn xong thì anh em mới bó vữa, bó hồ, hoặc là anh em có thể là thịt keo bọt để dán lại cũng vẫn được. Đấy. Nhưng ở đây thì là mình làm ở cái miền quê, ở quê đấy, thì là đa số là dùng hồ, không như mấy bác thợ ở thành phố thì bác ấy dùng keo bọt, bác ấy bôi thì vẫn cũng được thôi, không sao, cứ làm sao nước cũng không xuống là được. Nói chung là nó cũng tùy thuộc vào cái địa hình thì các bác cứ lựa. Thì đây là cái cách bố trí của em chia sẻ cho các bác để các bác tham khảo. Thì là sau khi làm xong thì là em bắn, thì là anh em dùng cái vít, thì là nếu mà anh em mà hàn hộp 30-30 anh em lên dùng cái vít 6,5 hoặc là anh em dùng cái vít 5 cũng vẫn bắn được. Đấy, thì vì là cái mặt mái này thì từ cái thanh sắt này lên cái ngói này nó có 4 phân thôi, lên mặt của cái ngói này thì nó có 4 phân thôi, anh em có thể là dùng cái vít 5 hoặc là dùng cái vít 6,5 là anh em bắn được. Ở đây thì mình dùng cái vít lốc 6,5 vít bắn tôn. Đấy, thì sau khi mình hàn cái độ cao của nó lên đấy thì là nó được như thế này. Đấy, anh em nhìn rất thẳng, rất đều cả mặt. Đấy, anh em nhìn mặt này, mặt của nó cũng rất đều nhé. Đấy, vì là em đang ngồi trên cao nên là một tay em phải bám nên em quay nó hơi khó một tí, nên là nó hơi rung thì anh em thông cảm. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, cái chân ngói khi mà mình hàn làm sao đấy mà mình bắn xong ấy, cái chân ngói của mình đây, chân ngói của mình đây nó phải chạm vào ngói này. Tất nhiên là nó cũng có những cái viên là nó không chạm được, vì là quá trình mình lợp nó cao thấp thì có những viên là có thể là nó không chạm. Nhưng các bác nhìn ở đây là đa số của em là chạm hết, đa số. Đó. Và khi làm được như thế thì mình bắn cái nóc nó rất phẳng, nó phẳng, nó thẳng, nó đẹp. Anh em cứ bắn theo cái thanh hàn sống dương, nóc sống dương này thôi là nó sẽ thẳng thôi.
nó cũng đơn giản thôi. Thì là ở trên đây em xin chia sẻ với toàn thể các bác về một chút kinh nghiệm của em về cái cách hàn ngói sông, hàn cái thanh để bắn ngói sông dương. Thì em xin kết thúc video ở đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn lại anh em ở video tiếp theo. Cho lỗ cả rồi mẹ mày. Lỗ.